Marathon The Sables được biết đến là một trong những giải chạy khắc nghiệt nhất hành tinh. Địa điểm diễn ra chính là Sahara, sa mạc cát lớn nhất thế giới. Các vận động viên sẽ phải chạy trung bình 90 km mỗi ngày trong vòng 7 ngày, xuyên qua sa mạc nóng rẫy có thể lên tới 60 độ C vào buổi trưa. Các vận động viên phải tự trang bị đồ dùng, thức ăn cho toàn bộ chuyến đi 7 ngày trên sa mạc và ban tổ chức chỉ cung cấp nước và lều ở cuối mỗi chặng đấu. Mặc dù khắc nghiệt và khó khăn là vậy, nhưng không vì thế mà số lượng vận động viên đăng ký tham dự giải giảm đi, khi mà mỗi người đều coi đây chính là giới hạn để họ chinh phục và vượt qua chính mình.